3, 2, 1, bắt đầu đi ạ. Em chào thầy, sau đây em xin phép trình bày về trang web mà bọn em sẽ sử dụng để kiểm thử. Thì đầu tiên em xin phép trình bày về các chức năng của trang web. Thì các chức năng có như là chức năng đăng nhập và chức năng đăng ký. Đây em sẽ đăng nhập. Đây là một trang web mạng xã hội nên nó sẽ có các chức năng như là chức năng đăng bài viết. Thì ở đây có thể chọn file để đăng bài và có thể nhập nội dung. Để chọn các chế độ như bạn bè, chế độ xem như bạn bè công khai và riêng tư. Và sau khi đăng bài thì sẽ hiện ở dưới này có thêm chức năng như là chức năng thay cảm xúc và chức năng bình luận. Ngoài ra còn có thêm một số chức năng như là về phần bạn bè, có thể chức năng như là chức năng đồng ý xác nhận lời mời kết bạn và gửi lời mời kết bạn và tìm bạn bè. Thì ở đây có thể xác nhận lời mời kết bạn. Trang bổ file để xem thông tin bạn bè. Ở đây có thể hủy kết bạn. Thêm bạn bè. Thì sau khi gửi lời mời kết bạn thì ở đây sẽ hiện một lời mời kết bạn để xác nhận. Thì ở đây có thể xác nhận lời mời kết bạn. Nó có thể xem lại trong danh sách bạn bè này. Sau khi đồng ý kết bạn thì sẽ hiển thị thành bạn bè. Và có thêm chức năng để chat, tìm và chức năng tìm kiếm bạn bè để chat. Đây phần chat thì bọn em sẽ sử dụng real time để chat với thời gian thực. Để bấm vào để xem. Đây có các chức năng tìm kiếm và thư viện và chỉnh sửa. Các chức năng, có một số chức năng đang trong đang phát triển. Ở đây có thể ở bên thanh em ở bên phải này sẽ hiển thị ra các danh sách bạn bè có thể liên hệ. Và đây bấm khi bấm vào cài đặt và bấm vào đây thì có thể xem được trang cá nhân của mình. Và có chức năng đăng xuất. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc ạ. Em cảm ơn thầy đã lắng nghe. Giờ chịu đấy.